Tổng lãnh sự quán Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết viện trợ không hoàn lại 124.721 đô la Mỹ cho tổ chức phi lợi nhuận Seed to Table thực hiện dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường tại tỉnh Đồng Tháp. Dự kiến có 30 đến 40 hộ nông dân ở thành phố Cao Lãnh và các huyện, thị xã của tỉnh Đồng Tháp sẽ tham gia dự án này. Chúng tôi cũng hỗ trợ lưới cho bà con, tại vì mùa nắng thì hay là cái mùa mưa ấy, nắng quá thì lại ảnh hưởng đến chất lượng quả dao, năng suất quả dao. Mưa quá cũng là ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất quả dao. Chính vì thế có lưới để mà che bớt lại, để cho nó đảm bảo cái chất lượng cũng như là năng suất thường xuyên ổn định cho bà con nông dân. Và chúng tôi không hỗ trợ nhiều đâu. Cái gì mà họ đã có sẵn rồi thì họ sử dụng cái đấy thôi. Nhưng mà quan trọng là họ biết cách làm, mà nắm quy trình sản xuất rõ ràng. Và sau đó là quan trọng nữa là thông qua cái hệ thống giám sát của sự tham gia thì họ bán được hàng để mà có thu nhập ổn định. Dự án lần này là dự án viện trợ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và nông nghiệp. Đây chính là lĩnh vực mà hiện nay Việt Nam đang rất cần hỗ trợ. Vì vậy, dự án được đánh giá rất cao về tính hiệu quả của viện trợ. Dự án của Seed to Table là một dự án đã được triển khai tại tỉnh Bến Tre hơn 10 năm và được đánh giá rất cao vì những hoạt động hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp cho chính quyền và người dân địa phương tại đây. Dự án còn hướng tới học sinh các trường cấp 2 và cấp 3, khuyến khích các em học sinh tự tay trồng rau hữu cơ ngay trong khuôn viên trường. Trong giai đoạn 1 tại Đồng Tháp, dự án sẽ thiết lập hệ thống chứng nhận nông nghiệp hữu cơ để chuyển giao công nghệ và quản lý chất lượng nông sản, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cũng như tập huấn cho những người liên quan đến dự án.